không quân Hoa Kỳ đang biến các máy bay vận chuyển thành máy bay thả bom với vũ khí được nâng cấp, có tên là Cleaver, có thể mang đến những thay đổi đáng kể cho không quân Hoa Kỳ, cho các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt. Theo nguồn tin từ National Interest, Cleaver là chữ viết tắt từ Cargo Launch Expandable Air Vehicle with Extended Range, có nghĩa là làm tăng tầm thả từ khoang chứa vũ khí có thể chứa một số lượng lớn đạn dược vào chiến đấu và khiến cho các máy bay vận chuyển hoạt động bên cạnh các máy bay thả bom với phạm vi mở rộng việc cung cấp vũ khí tầm xa độ chính xác cao để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và không di chuyển ngay từ những ngày đầu tiên của không quân hoa kỳ bom thường được các máy bay chiến đấu hoặc là máy bay thả bom mang theo mặt khác càng nhiều hỏa tiễn tầm xa hỏa tiễn dẫn đường chính xác đang được sản xuất với phạm vi khác nhau từ hàng chục đến hàng trăm dặm. Với các hỏa tiễn như vậy thì các mục tiêu có thể bị phá hủy mà không cần người và thiết bị vào gần các mục tiêu. Việc cung cấp hàng loạt các vũ khí độc lập có thể đặc biệt thuận lợi trong giai đoạn đầu của chiến dịch trên không. Hiện tại thì các máy bay thả bom và máy bay chiến đấu được thiết kế mang theo bom và hỏa tiễn để xâm nhập và tồn tại trong các hệ thống phòng không của đối phương hầu hết thì các máy bay vận chuyển có thể mang nhiều hỏa tiễn hơn các máy bay thả bom và máy bay chiến đấu nếu khả năng phóng hỏa tiễn độc lập có thể được phát triển cho máy bay vận chuyển máy bay chiến đấu và máy bay thả vũ khí sẽ sẵn sàng để cung cấp bom không điều khiển và hoặc bom dẫn đường bằng laser như đạn tấn công trực tiếp hoặc là bom dẫn đường bằng laser thông qua sự hợp tác với phòng thí nghiệm nghiên cứu của không quân hoa kỳ Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt của không quân đã thử nghiệm thành công các loại đạn dược mô phỏng theo loại đạn dược vận chuyển trong ba phi cơ tại Dugway Proving Ground, Utah, ngày 28 tháng Giêng năm 2020, từ MC-130J Commando 2, máy bay đa nhiệm vụ, máy bay chiến đấu và máy bay vận chuyển và hoạt động đặc biệt. Cuộc thử nghiệm giai đoạn 1 thành công theo tạp chí Props đánh giá đây không chỉ là một trong những bước tiến dài trong lịch sử chế tạo phương tiện sát thương thả từ máy bay vận tải quân sự, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hoạt động chế tạo một loại vũ khí tấn công hoàn toàn khác dành cho máy bay, trong đó gồm việc cung cấp một khối lượng lớn vũ khí phóng từ trên không vào bất kỳ thời điểm nào. Trong trường hợp này, đạn dược được xếp chồng lên nhau, vận chuyển trên xà lan bằng gỗ, di chuyển thông qua hệ thống con lăng. Bộ tư lệnh tác chiến không quân đã sử dụng MC-130J Commando II vì khu vực chở hàng có thể mang theo và sử dụng nhiều loại đạn dược tương đối lớn. Phi hành đoàn của Bộ tư lệnh tác chiến không quân đã đưa ra 5 combat Expandable platforms được viết tắt là CEP, được trang bị 6 loại đạn mô phỏng cùng khối lượng với vũ khí hiện nay, bao gồm 4 phương tiện vận chuyển hàng không có thể sử dụng với phạm vi mở rộng. Cuối cùng thì cuộc thử nghiệm đã hoàn thành tất cả các mục tiêu. Ông Jerry Provenza, người điều khiển chương trình của Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân cho biết, trong ba không vận tất cả năm CEP được thả từ máy bay một cách suôn sẻ và đạn dược được tách ra khỏi CEP. Thành công này là một bằng chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc phát triển các khái niệm vũ khí cải tiến và tăng cường quan hệ đối tác với Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân để đáp ứng nhu cầu của chiến lược quốc phòng Hoa Kỳ, Đại tá Gary Haas, Giám đốc của Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân. clever đại diện cho một phương pháp khác nhau để tung ra một số lượng lớn vũ khí tầm xa sẽ mang lại một động lực mới cho cuộc chiến với kỹ nghệ cao. Việc sử dụng các vũ khí này trực tiếp thúc đẩy nỗ lực thử nghiệm vận chuyển đạn dược của không quân. Một khái niệm sáng tạo trong đó một nền tảng đa động cơ mang theo một số lượng vũ khí bán tự động cho phép hệ thống đi kèm với máy bay điều khiển từ xa và máy bay chiến đấu trong các nhiệm vụ tác chiến. Cliver trong lần đầu tiên được hình dung bởi Trung tâm đổi mới nhanh của Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân. Giờ đây được lãnh đạo với các nhà hoạch định chương trình từ Ban giám đốc Tổ chức Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân của căn cứ Không quân Eglin. Cliver Bề ngoài ngoại hình giống như một hỏa tiễn có cánh, được kết hợp thiết bị điều khiển như một trái bom thông minh, mở rộng phạm vi đạn dược được tấn công trực tiếp với tầm bay là 45 dặm và có thêm động cơ. Với loại bom mới này thì Mỹ đã quay trở lại ý tưởng sử dụng máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 để chở được nhiều quả bom Cleaver cùng với một loại máy bay bắn để phóng bom vào không trung mẫu máy bay vận tải quân sự cải tiến như vậy có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với máy bay thả bom chiến lược tương lai B-21 Raider tàng hình, vốn có chi phí chế tạo ít nhất trên 550 triệu Mỹ Kim, tính theo thời giá năm 2010. Trong khi đó thì giá thành Clever rẻ hơn rất nhiều so với 1.4 triệu Mỹ Kim cho mỗi hỏa tiễn hành trình Tomahawk.